Cho nên vì vậy đó, mình không có dùng pháp để chữa tâm, mà mình dùng pháp để xả. Như bây giờ thân con đau là ác pháp cái gì? Ác pháp cái thân mới bệnh gì? Thì người ta dùng tứ niệm xứ, người ta đẩy lui cái ác pháp đó ra, thân nó không bệnh đau. Cho nên cái người tu theo đạo Phật, người ta làm chủ được bệnh. Cho nên trong kinh Niết Bàn, Đức Phật đau bệnh gần như chết, Đức Phật giữ tâm tỉnh, chánh niệm tỉnh giác, không có để cho nó dao động ở trên cái đau. Đức Phật giữ tâm chánh niệm tỉnh giác, tác ý đuổi bệnh ra đi liền, bệnh hết đau. Con thấy trong cái đọc kinh Niết Bàn, con thấy rõ ràng chứ đâu phải Đức Phật mà nói ta đau lưng rồi để nằm điều trị đau lưng đâu. Cho nên người ta hiểu sai, đau thì mặc đau, mình cứ đừng bệnh động tâm nó không, đẩy lui ra chứ không có để đau. Cho nên Đức Phật vẫn đi như thường, đau gần chết nhưng mà đẩy lui bệnh hết bệnh rồi đi. Nhưng mà cái thân mình là thân tàn tổi mà, nó sẽ già, nó sẽ bệnh chứ sao. Nhưng mà cuối cùng thì đẩy lui nó. Còn thấy không? Cho nên đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật dùng cái hơi cái tứ thiền mà tịnh chỉ hơi thở. Chỉ nhập tứ thiền mới tịnh chỉ hơi thở thôi. Khi hơi thở ngưng thì ngài mới xả cái trạng thái tứ thiền, mới nhập vào Niết Bàn, mới bỏ bản thân. Có đúng không? Nó là cách thức của người ta vậy. Cho nên nó đâu có cái mơ hồ đâu, nó rất là thực tế. Cho nên trong khi đó thầy dạy đó, thì con về tập kỹ như điều này. Nó có hai pháp. Một cái pháp đi tinh hành 20 bước rồi đứng lại hít thở. Sau này thầy sẽ, khi mà tu thuần rồi thầy sẽ thay đổi liền, tức là ngồi xuống chứ không có việc đi nữa. Mà sau khi mà đúng con tu đúng 2 giờ đồng hồ trên cái bước đi mà có 2 giờ ngồi thì không tu pháp này nữa, đủ rồi. Thầy dạy đó pháp ra. Nó có nhiều pháp, 37 phẩm trợ đạo người ta chứ đâu phải một pháp. Người không 37 phẩm, 37 pháp tu cũng cả trong đó. Cho nên mình tu pháp này rồi thì tức là mình đạt được cái chất lượng, cái kết quả của pháp này thì tiếp tục tới cái pháp khác để cho mình tiếp tục mình tu tới. Còn cái kết quả của pháp này chưa được mà tu pháp tới thì tu không được, mình tu không vô đâu. Con chưa phá hôn trầm thì miên mà con ngồi con tu thì con bị hôn trầm thì miên, không thế nào chạy đâu khỏi nó. Nó chưa đổ ra mà nó đổ ra rồi sẽ biết đó, nó đổ ra thì mình thăng nổi. Cho nên bây giờ đó thì con nhớ tập luyện cái này đi, rồi do đó nó đầy đủ nhiều. Khi mà con thấy khi mình đứng lên ngồi xuống mà đi 20 bước ngồi lên nó nhập nhằn, mà nó nhập nhằn mà mình sáng mình tu 1 giờ 2 giờ thì cái sự sáng của mình đó là cái nghị lực. Con hiểu chỗ thầy muốn nói chứ đâu có cái gì khó hơn. Cho nên mình cố gắng mình tu cho được, đúng tới giờ đó mình nghỉ, mà chưa tới giờ nhất định là chết bỏ không nghỉ, đó là cái nghị lực rèn luyện nghị lực. Mà trong khi đó là chánh niệm tỉnh giác nữa. Con thấy nó có lợi hai phần, một phần cái rèn luyện nghị lực, một phần là chánh niệm tỉnh giác. Nhờ chánh niệm tỉnh giác đó mà chúng ta tu tập sau này nó cũng dễ dàng. Cho nên an trú nhiếp tâm, an trú được rồi thì mới đẩy lui được bệnh. Còn mình nhiếp tâm chưa được, an trú chưa được thì không có đẩy lui được bệnh. Bây giờ thân thầy cái đầu nhiếp nè, mà nhiếp đó thì nó làm sao nó an được, phải không? Cho nên thầy nhiếp cách, bởi vì thầy có tập rồi, thầy nhiếp tâm trong hơi thở đi, rồi thầy an trú được trong hơi thở. Cho nên thầy nhắc an tịnh thân hành, tôi biết thế vô, an tịnh thân hành thì nhắc nó cái thân của thầy nó an ổn liền tức khắc. Mà nó an ổn liền tức khắc thì cái đau trên đầu thầy còn không? Đâu còn. Cho nên pháp Phật nó hay vậy đó, nó như vậy mà tu đúng thì con thấy con làm chủ được bệnh đó. Con khỏi cần đi bác sĩ, khỏi cần đi nhà thương đâu. Chứ không phải lúc nào cũng thuốc, lúc nào cũng bác sĩ thì tìm với thân mình. Mình như tu theo Phật mà, làm chủ bốn chỗ sinh già đến chết. Tại sao không làm chủ được mà gọi là theo Phật? Anh hiểu như vậy cho nên các con về đây là thầy dạy các con là các con sẽ làm chủ được sự sống chết của các con. Mục đích của đạo Phật là đạt được chỗ đó thôi. Bởi vì Đức Phật ra đời là nhằm để giải quyết cái sự đau khổ của chúng sanh, là giải quyết bốn sự đau khổ này, sanh già bệnh chết. Nó là cái mục đích rõ ràng mà ở đây thầy dạy mọi người ở đây thật sự ra họ làm chủ được bệnh đó. Mặc dù là họ chưa có hoàn tất được, nhưng mà họ vẫn đẩy được bệnh, bởi vì nó ở trên pháp tứ niệm xứ rồi. Họ đẩy được bệnh đó là họ ở trên pháp tứ niệm xứ. Còn người ta ở tứ thần túc á, tức là tứ ý túc, nếu mà có tứ ý túc rồi thì không cần ở trên tứ niệm xứ ra đâu. Mà người ta chỉ cần người ta tắt ý ra, dùng ý túc mình muốn không đau là không đau. Mình thấy cái lực của nó như vậy đó, cái lực của thân của chúng ta, cái lực của tâm của chúng ta nó mạnh như vậy đó. Chứ là thần túc, tứ thần túc không á, tức là tứ ý túc đó. Cho nên ráng tu, bây giờ con về con tập tu đi. Đừng có tu cái gì đó, thầy dạy sao tu vậy, thầy dẫn dắt tu đi thôi. Chứ còn tu khác thì thôi thầy chịu á. Nhớ chưa? Hay cái gì mà con tu từ lâu tới giờ này con bỏ hết đi, rồi con sẽ ở đây sống đời sống giới ăn ngàn bữa, không? Rồi có cái tâm trạng gì, có cái gì thì con trình cho thầy. Thầy sẽ sử dụng các pháp, thầy sẽ dạy con cách thức, con tác ý, con sẽ đuổi những cái chướng ngại đó, chướng ngại đó để làm cho con thân tâm của con nó rất an ổn để con tiến tu. Chứ không khéo nó là chướng ngại thì con tu khó lắm. Con kính bạch thầy, con Nguyên Tạnh, thầy cái tổ bài con trai Hà Tĩnh.
Dạ anh, hôm nay con được nhân viên gặp thầy lần thứ 5 nhưng được cháu là Trần Văn Liệu ở trường khác với cháu cho con đi máy bay con đây để gặp thầy. Thì con cũng có thời gian có hạn, mai tháng mai con phải về. Hôm nay con cũng xin thầy để giúp con một cái số vì con mắc mờ trong cái tu tập. Con thì con cũng nằm được qua loa rồi, nhưng mà cái số Phật tử Nghệ An Hà Tĩnh họ còn họ muốn tin vào cảnh pháp nhưng mà không có cái pháp tu, cho nên là họ bệnh tật cái ngay bản thân của bà tôi cũng thế, và đây là vì vậy cũng thanh tịnh cho nên đi cái bệnh họ hen chuyển nó cái lớn nhiều, cho nên những cái đó mà con biết rằng con có rằng là sau khi con phát nguyện giữ đúng một giờ á, mà đúng giờ thanh tịnh ăn một ngò thì con lành được cái số bệnh như con kể với bạn con bị thứ tự gì đó. Thì hôm nay con cũng xả mối thân là sau khi con phụ trách cái tổ này á, thì con phải đi nhiều nói nhiều, cho nên là cái giới của con thì rõ ràng con bị phạm, cho nên là con trước tiên con xin xả mối thân để sau này con xin phép, rồi sau này có ai mà lên phụ trách tổ thì để con xin phép về tài cốc để con tu tài giá. Để con xin có gì con nhờ con lớn tuổi được vâng. Sau khi con thì con giải thoát cho cái tuổi con yếu mà con thương binh nặng có những điều như thế. Thì hôm nay con xả mối thay thì những ngày con đi thì biết rằng là thầy dạy là tình trình ngôn ngữ thế nhưng con hay nói. Thì con những cái này cũng phải do con nói để vì bản ngã, nhưng mà do vì con muốn mọi người được như con. Cho nên con xin phương pháp thầy, đặc biệt là con hiện nay là cái tình hình quyến. Hãy quên nhiều và hôn tâm mình phạt mạnh. Cái thời gian trước tính của hôn tâm bây giờ thì con biết là có lẽ do con phạm nhiều hơn hôn tâm. Thì xin thầy chỉ dạy cái pháp hôm qua cho anh em chúng con. Vì hôm qua con lời lỡ định là con muốn bỏng cái nụt đi. Thì quên thì con muốn bỏng cái nụt đi. Cho nên là nó đã muốn phạt cái gì. Nó không phù vô. Dạ không đuôi vô. Giờ để rồi thầy về sẽ thầy dạy cho mấy con. Mấy con ngồi xuống đi, thầy dạy cho mấy con tu tập. Bây giờ lớn tuổi rồi. Mấy con không có tu tập nhiều pháp được. Còn tuổi trẻ thì người ta tu tập nhiều, chứ còn lớn tuổi rồi mấy con không có tu tập nhiều được. Bây giờ trong cái vấn đề tuổi của mấy con lớn rồi thì mấy con chỉ cần giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà đừng có ghiền ghiền nó thì nó bị ức chế. Các con nhớ điều đó không? Cứ để tự nhiên như vậy nó là thanh thản. Nhưng mà khi nó có xảy ra gì vậy trong tâm con một niệm nào đó thì con tắt ý đuổi cái niệm đó đi. Không? Các con khi tắt thoát cái tắt ý cái câu cái niệm đó nó khởi ra mày là ma mày đi. Không chấp nhận ở đây phải thanh thản chứ không có tụi ma này vô. Mặc dù cái niệm đó là gì kệ đó, mình không cần phải hiểu nó nhân quả hay là thiết sử gì hết, nhưng mà nó vô nó động thì nó là ma hết à. Còn bất cứ tâm tin tương ưng luôn nghe không, Đức Phật nói mày là ma thì nó ma nó đi à, có như vậy thôi thì cái niệm nó sẽ đi. Còn bây giờ cái thân của con mà nó đau đi, mày cũng là ma này, ma thọ mày đến đây mày cũng phải đi chứ không ở đây đâu. Tao bây giờ chỉ biết thanh thản an lạc vô sự thôi, đừng có để dao động. Các con cứ yên ổn, cứ giữ cho nó thanh thản an lạc vô sự thì các con sẽ thấy nó có hai cái lớp. Cái lớp đau nó nằm dưới, một cái lớp thanh thản nó nằm trên. Mà cái lớp thanh thản nó nhiều thì cái lớp đau nó lạnh giảm xuống, nó mất. Con hiểu không? Chứ làm sao mấy con cũng thấy. Đầu tiên mấy con thấy cái lớp đau nó hàng ấy, mà thanh thản nó lạnh như gần mất. Nhưng mà tao bảo là thanh thản chứ không có được chú ý cái đau nha. Biết thanh thản thôi, các con cứ nhắc nó vậy đó đi nha, thì nó sẽ thanh thản. Mà nó thanh thản thì các con lắng nghe được rồi. Rõ ràng là cái thanh thản ở trên mà cái đau nó nằm ở dưới rồi. Nó nằm dưới rồi. Thì các con nhắc nó nữa, thanh thản nha, đau mặt nó, đừng biết sợ. Chết, tao nhất định chết, tao cũng thanh thản, chứ tao không có ngán đâu. Này, con cứ làm nà nó như vậy là nó sợ, nó phải rút thôi. Bởi vì cái thọ, Đức Phật nó, thọ là vô thường. Nó đâu có thường đâu mà sợ. Nó đến rồi nó đi, nó là nhân quả mà nó đến rồi nó đi, chứ nó đâu có, cũng như con ho vậy đó. Bây giờ con ho là cứ uống thuốc rồi uống thuốc, đừng có sợ. Không phải uống thuốc là nó phạm với pháp đâu. Pháp là nó hỗ trợ cho thuốc, mà thuốc nó cũng hỗ trợ cho pháp. Vì cơ thể mình chưa có đủ đạo lực. Các con hiểu mình tu chưa có đủ đạo lực thì các con cứ uống thuốc, chứ đừng nói là tôi không uống thuốc, không phải đâu. Mà nếu mà các con lại mạnh hơn nữa, các con nói một là thật không uống thuốc cho mày chết, nó cũng sợ, bệnh nó cũng đi nữa. Cái nghiệp nó chưa tới, không có làm sao nó giết mấy con. Cái nhân quả nó chưa hết, nó không có làm sao giết mấy con được, nó bắt buộc nó phải chịu thôi. Các con nhớ kỹ những lời thầy dạy, nó cũng đừng có dao động. Mà khi nó đau quá, thầy ơi cứu con thầy, con đặc biệt khổ lắm rồi, mình đau quá đó, thì các con kêu. Thì lúc bây giờ đó, các con kêu rồi đó, thì cái tính lực của các con nó hiện ra đó. Vì con tin thầy rồi, con hiểu mình gọi đó là mình tin thầy rồi.
mình truy cứu là mình tin nơi thầy rồi mình mới kêu, chứ còn mình không tin mình đã kêu thôi, hiểu không? Mình tin cái người nào nó giúp mình được mình mới gọi người, anh bạn ơi anh giúp giùm tôi, tại mình tin người đó mà người đó không cứu mình được mình đâu có tin, còn hiểu vậy đó. Thì cái lòng tin của con nó hiện ra, nó bảo vệ cho con thanh thản liền trước, thì con tiếp nhận cái từ trường thanh thản ở bên ngoài của thầy của sư phụ, thì lúc đó cái thanh thản con nó mạnh nó cao lên, mà cái cảm thọ đau nó vui xuống rồi. Thầy nói mấy con gọi một cái là nói con thấy cái bệnh của con nó lui xuống luôn. Cái tính lực nó mạnh lắm, cho nên luôn luôn lúc nào nó khi nó ngặt nghèo quá thì mấy con gọi, mà không ngặt nghèo thì không cần, mấy con chỉ lý sức của mình tự chiến đấu nó thôi. Mà khi mà ngặt nghèo quá, cái sức của mình không có thể vượt qua được, các con gọi gọi Phật rồi. Thì lúc bây giờ gọi rồi, tao có Phật có thầy, tao nhất định không sợ mày đâu, mày chết luôn. Cái tinh thần con nó vững lắm rồi, mà nó vững lắm thì nó đẩy lui cái đau khổ của mấy con. Mấy con nhớ chưa? Còn bệnh đau thì con cứ uống thuốc, thay vì mấy con uống 10 viên, mấy con uống 5 viên hết bệnh à. Nó giảm xuống nhưng có gì nó ít tốn rồi, chứ không có gì đâu giờ. Mấy con nhớ kỹ không? Gia đình, khi mà mấy con không uống thuốc, mấy con dùng pháp, gia đình mấy con lo lắm. Còn mấy con uống thuốc, tao cũng uống thuốc, chứ nó hết đơn hết, tao cũng tu, tao đẩy lui thêm chứ có gì đâu. Thấy không? Gia đình mình nó cũng yên, tâm con cái mình cũng yên thôi. Vợ con nó cũng yên, bụng nó không thấy à. Ổng đau thì ổng cũng uống thuốc mà, đâu có gì đâu mà lo. Nhưng mà không ngờ là mình uống để đối tượng của mình, gia đình mình yên ổn. Và đồng thời đó, thì mình lại nổ được mình tu. Thì cái này nó làm cho mình yên, mình tu, khéo léo, thiện xảo mà mình tu. Chứ Pháp Phật nó là thánh dược, là nó không phải là như là thuốc thường đó đâu. Nó là thánh dược. Nhưng mà vì mình muốn gia đình của mình an ổn, cho nên mình cũng ở đây không lấy thuốc cho mọi người, phải cứ uống đàng hoàng. Nhưng mà kèm đó là mình biết cái thân mình đau, là mình vô trong thất của mình, vô trong cái phòng của mình rồi. Thì ngồi sừng sững lên mà tác ý đuổi, cứ bàn tay đưa ra đưa vô là đuổi bệnh đó mấy con. Chứ mạnh mẽ đó bằng, đừng có sợ chết mấy con. Sớm muộn rồi mình cũng chết chứ. Nhưng mà ta chết trong pháp chứ ta không chết trong bệnh đau đâu. Nhớ cái lời thầy nói, chết trong pháp chứ đừng có chết trong bệnh đau. Chết ở trên bồ đoàn chứ không có chết dưới bồ đoàn nữa. Tao chết ngồi chứ nhất định là không chết nằm. Mấy con nhớ không? Nó đau quá mới còn nằm, mới coi chết nằm. Thì giống như thiên hạ hết. Còn bây giờ con chết ngồi ở đó, nó vững vàng lắm mấy con. Tao chết ngồi với tao không chết nằm đâu, tao ngồi để tao chết. Thì bệnh nó chạy mất à, nó sợ mình ngồi lắm. Cho nên thanh quang đó con biết không? Thầy bảo nó đang xong lên như vậy, nó chấm mạnh như trời đất, nó quy cuồng vậy đó. Mà thầy bảo ngồi là ngồi, nó cũng được nằm. Thay vì nằm cho nó đỡ, ngồi nó quay kệ nó, cứ ta đuổi nó ra, đừng có sợ, chết bỏ. Cuối cùng nó dưới áp nó tụt, nó không có tăng lên nữa, nó giảm xuống liền. Mạnh mẽ gan dạ, đừng có sợ, Phật pháp là thánh dược rồi, mà tứ niệm xứ là thánh dược, mấy con nó đẩy lui hết không còn nữa. Cho nên hôm nay thì nói với con, mấy con cái băng này còn thu á, thì mấy con giữ nó lại để mỗi lần mở ra mấy con nghe nó sách tấn, mấy con giữ lắm mấy con, mỗi đứa về sau một băng để dành khi gặp trường hợp mở băng ra tao không nghe, thầy nhắc ở trong đó. Tao nghe rồi đó, nhất định là chết ngồi với tao không chết nằm đâu, tao chết ở trong dưới lực Phật chứ tao không chết phi dưới lực đâu. Giờ đó nó cái tinh thần, cái nghị lực con nó mạnh mẽ lắm mà, nó vượt qua tất cả những cái chướng ngại hết, nó đem lại sự bình an cho con rất lớn đó. Không nhớ, rồi cánh tay của mấy con đó, đó là những cái phương pháp đưa ra, và cái hơi thở của mấy, khi mà đưa cánh tay ra không được thì cái hơi thở của mấy con là nó cũng là cái phương pháp đẩy lui bệnh đó mấy con, nhớ đương giờ đó. Đó thì những cái điều kiện mà thầy dạy cho mấy con là chuyển tất cả những nghiệp khổ của mấy con sẽ không còn khổ nữa. Nhớ lời thầy dạy thì mấy con, đây là cái pháp thanh thản, là cái tâm phải thanh thản bất động. Lúc bây giờ mấy con mới tiếp nhận được cái sự thanh thản bất động của chư Phật, của thầy. Vì thầy luôn luôn lúc nào thầy cũng thanh thản, không có ai làm mà thầy động được. Không ai mà làm sao mà cái tâm thầy động được, không ai mà nói gì mà thầy động hết. Tâm của thầy nó bất động, tức là nó phải thanh thản an lạc vô sự. Mà khi mấy con giữ được cái bất động của con thì con sẽ tiếp nhận được của thầy. Thầy trò mình đồng nhau thì mất quá thì mình chết mình cũng gặp thầy rồi, nói chứ sao. Ai mà chết mà gặp cha mình thì không thấy mừng. Ai mà chết mà không được ở gần bên Phật thì thôi thà là mình chết mình ở gần bên Phật bởi chướng. Bởi chướng hơn không phải không? Con hiểu, mình theo Phật mà được ở dưới chân Phật, được theo bên Phật ở thì không phải khỏe hơn sao? Nó đâu còn khổ nữa. Vậy thì tao cho mày chết tao theo Phật thì tao giữ thanh thản là tao theo chứ còn chỗ nào nữa. Con hiểu. Đó như vậy, các con thầy đã vẽ ra cho các con thấy được cái tương ưng nó cụ thể và nó rõ ràng. Thì các con sẽ tự cứu mình được. Nếu cái nghiệp nó chưa hết, mấy con sẽ mạnh khỏe bình an. Mà nghiệp nó hết, mấy con cũng sẽ vào với chư Phật. Không mất phần ở chỗ nào đâu.
chứ cái thân này để chi, nó bất tỉnh, nó hôi thối, nó mất công ăn, mất công ngủ, mất công thức, nó đủ thứ bệnh tật cho cái bộ sung sướng lắm, chết được cái chết quất cho rồi. Mình được thành tiếp đó phải không mấy con? Cho nên mà chết mà lại chết được gì với Phật không thấy hạnh phúc sao? Tao đâu có đi xuống địa ngục, tao đi đưa đầu thai nữa đâu mà sợ, có phải không mấy con? Chứ không lẽ bây giờ mình chết rồi cái mình giàu trong cái bụng bụng mẹ mình nằm trong đó, nó trời đất ơi, nó chặt chỗ, nó cực khổ chết chứ. Còn bây giờ tao chết mà tao thanh thơ, đỡ không gian trong vũ trụ rộng mênh mông thì không sướng ra, thôi thấy cái đó khỏe hơn chứ. Thôi mày hiểu chưa? Cái băng này sẽ nhắc nhở mấy con chứ gì đó, các con nhớ rồi không? Và do đó cái thanh thản an lạc của sự, và đồng thời cái cánh tay đưa ra đi vô là cánh tay đẩy bệnh. Nếu mà các con đưa tay ra vô mà không được, nó mỏi hay hoặc là nó như thế nào các con đưa ra được, thì cái hơi thở các con còn thở mà. Mặc dù là hơi thở như thế nào nó cũng vẫn còn, bây giờ mấy con còn sống là còn thở, chừng nào hết thở là nó mới hết, thì mấy con cũng sử dụng hơi thở. Đúng hơi thở, cho nên hơi thở ra là mấy con cho đây thôi. Còn bây giờ về vấn đề là bây giờ mà mấy con tu mà gặp hôn trầm gì thì mấy con sẽ đi chánh niệm tự giác rồi. À mấy con đi, chứ con đừng có đi thanh hành niệm, nó vất vả lắm. Mình chỉ đi cho con bước cái chân hơi thẳng thẳng một chút, thành ra nó có cái cảm giác cái thằng mình nhận cái bước chân của mình để mình tỉnh đó con. Mình đi thẳng cái chân mình thẳng, bước thẳng thẳng chứ mình cứ đi hoài. Ở cho mình ngủ, ở đi cho mình ngủ, mình ngủ rồi mày té. Con cứ nhắc là cho mày ngủ, tao đi cho mày ngủ. Thì mày ngủ là mày phải té, mày chết thôi. Nó cho mày ngủ, nó sợ chết, nó không có dám ngủ được. Thật sự đó, con thấy cái tâm của mình chứ nó nhát lắm. Khi nào nó buồn ngủ, con cứ đi trên cái bờ hồ mà nhỏ này, ở dưới này nước. Mà trên này con cứ đi, nó không có dám ngủ nữa, nó ngủ nó sợ té chứ. Con cứ đi theo cái bờ sông mà đi theo cái đường mà nó ấy đó. Con đi nó không dám nữa. Thầy Trân Thành hồi đó cái kinh này nó có nước không? Mà thầy Trân Thành nó khôn lắm, con nó lủi trong hàng rào chứ nó không dám lủi. Thầy nó ta đi mé bờ kinh này cho mình ngủ là mình ngủ dưới rồi mày lạnh cho mày ớ. Nhưng mà nó khôn lắm, còn nó đi gì nó ngủ, nó nhủ đừng rào chứ nó không dám nhủ rồi hoài. Thì con đủ với cái tâm nó khôn chứ đâu phải. Nó khéo lắm chứ đâu phải không? Thầy Trân Thành á, bây giờ thầy phá hết rồi, thầy không còn buồn ngủ nữa. Hết buồn ngủ rồi. Nhưng mà hồi đó trời nó ghê gớm lắm, còn đi cái chân này đá chân kia nó ngủ vậy là chứ mấy con chưa biết nó đâu, nó dữ lắm. Cho nên vì vậy đó, mình phải nỗ lực mình đi kinh hành là mình phải phá. Mình khéo léo, mình đi bước chân hơi mạnh chút. Mình đi, tao cho mày ngủ, tao đi hoài, chừng nào mày hết ngủ thôi. Nó rồi khi mà nó qua cái cơn ngủ rồi, nó vẫn nó tỉnh cách gì hả? Nó hơi qua cái cơn, nó không có lừ đừ. Mà từ cái thớ thịt của con nó tỉnh, ở trong cái thớ thịt con, cái chắc cơ nó tỉnh ra. Chứ nó không phải là nó còn được làm quỷ quái đâu, nó làm theo kiểu nó lười biếng đó. Mà thầy nói cái thân nó buồn ngủ là nó lười biếng. Còn cái tâm nó gục tới gục lui là nó ngủ đó. Cho nên khi tỉnh, cả cơ thể đều tỉnh hết. Tỉnh sạch rõ ràng lắm. Cho nên khi mà con vượt qua được cái hôn trầm rồi nó tỉnh lắm. Thì đó mình mới thấy tỉnh giác. Chứ còn bây giờ mình tập tỉnh chưa tỉnh. Nhưng mà chỉ có đi kinh hành mới phá. Đừng có dựng cái gì khác đấy. Đừng có đi rửa mặt, đừng có làm cái chuyện gì khác. Đừng có chạy nhảy đánh võ đánh này kia. Đừng có ngúa mày nó tứ đi thôi. Tao cho mày chết, tao y đúng theo pháp Phật. Không có đi sai pháp Phật đó. Mình làm đúng pháp Phật. Còn mình ra mình đánh một đường võ, một đường quyền gì cho nó. Hoặc là tập thể thao rồi ha, hoặc là tắm này kia. Điều đó là ngoài pháp Phật. Ngoài pháp. Còn mình đi kinh hành nó là trong pháp Phật. Còn nếu mà mấy con còn sức khỏe thì mấy con đi cái pháp thân hành niệm. Mấy con biết cái pháp thân hành niệm chưa? Ta ý từng cái lệnh của nó rồi mấy con đi. Ví dụ như bây giờ dỡ chân lên thì mới dỡ lên. Dỡ gót lên thì mới dỡ gót lên. Dỡ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Thân hành đạo mấy con tắt ý rồi mới là làm chậm chậm chứ đừng làm nhanh. Dỡ gót lên, nó từ từ mình mới dỡ lên. Dỡ chân lên, từ dỡ lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, hạ gót, từ từ làm chậm, tập ít thôi. Rồi mấy con làm như vậy, mấy con ra lệnh gì mấy con la, mấy con bắt ý lớn tiếng đi. Trong khi nó buồn ngủ, mấy con phải la lớn tiếng mà. Là ví dụ như con, ví dụ buồn ngủ, con bảo con cần thì nghe là si, mày cút đi. Con la cho lớn vậy, nó rung cái thân con, cho nó tỉnh. Con la cho nó cũng tỉnh, la cho lớn nó tỉnh. Chứ cũng đừng có nói nhỏ nhỏ, các ý nhỏ nhỏ nó không có tỉnh đâu. Mà còn la cho lớn, hơn cầm thì nên cút đi. Nó la cút đi, chứ nó rung cái đầu thân con, chứ nó tỉnh rồi. Nó không có buồn ngủ. Cũng cách thức để phá nó con. Nó cút đi, mình la lớn vậy. Cái thân của mình nó tỉnh rồi, nó không còn đừ. Đó là cách thức phá mà. Cho nên hơn cầm thì nên
con nghe cái thất người ta đi, người ta tác ý lớn tiếng là biết cái người này đang bị rủi. Mình đừng có nói, mình đừng có nghĩ ông sao mà tu la lớn quá, tác ý lớn quá trời, ông ta đang buồn ngủ. Mai mốt mình buồn ngủ mình cũng tác ý vậy, nhưng mà ông tác ý một hơi cái ông ấy, ông không tác ý nữa là biết ông này phá được ngủ rồi. Nên mình cảm thông nha, được cái chỗ đó mình ở gần tác ý thằng này là đang bị hôn thầm thì bị dưới rồi, ý dữ này là ông đó dứt liền à. Cho nên ví dụ như mình đứng nghe trong thất mà ông này ngồi tu không là tốt đi, ông này buồn ngủ buồn ngủ rồi, nếu mình biết liền á, bị ông ra la như vậy nó đậm cái thân ông là ông tỉnh nữa, ông tiếp tục tu cho nó có chất lượng, chứ không khéo nó lờ mờ rồi nó ngủ. Thì mấy con cũng lấy rút kể từng những cái kinh nghiệm đó thì mấy con sẽ phá được cái si của mình, cái lười biếng của mình, nên những cái trạng thái như vậy mình nhớ chưa? À, mấy con nhớ hết, thầy trang bị cho mấy con đủ cách phá mà, đủ cách mấy con phá hết giặc, giặc sinh tử nó đến nó hiện ra cái tướng nào là mấy con đập nhẹp xuống hết, không có sợ gì hết, cho nên mấy con sẽ thắng. Mà nếu mà có cái gì khó hơn, những cái tưởng gì mà nó hiện ra, các con gọi điện thoại mau mau gọi thầy, để thầy xác định con ma này nó tụ về lại thứ nào đây, thứ này thứ thượng hay thứ hạ đây. À, nếu mà thứ thượng thì trị theo thứ thượng, mà thứ hạ trị theo thứ hạ. Con biết không, tưởng là thứ ma thượng á. Mà ngồi đây á, mà cái lỗ tai nó nghe Phật, nghe nói, nghe thứ thượng á, đó là thứ thượng rồi. Ngồi đây mà thấy ánh sáng hào quang rồi đó, đó là thứ thượng rồi đó, chứ không phải thứ hạ đâu. Cái thứ này á, thì phải ma ma gọi thầy. Thì lúc bây giờ thầy giải cho con để đập phá nó xuống á. Nó là thiên ma đó. Nó thuộc về ma tưởng, là thiên ma, nó 18 cái loại tưởng nữa. Thinh sắc, thinh hương, thinh pháp, ngồi đây mà nghe cái mùi sao mà thúi quá trời vậy nè. Ai mà làm cái gì vậy? Nên đó là coi chừng á, nó là ma tưởng á. Hương tưởng đúng không? À, hoặc là ngồi đây mà nghe sao mà thôn ngào ngạt. Trời đất ơi, ngồi đây mà tôi nghe sao người ta nấu mì gì mà nghe nó thèm ăn quá trời vậy. Đó là ma tưởng nó tưởng dục đúng không? Nó làm cho mình đói bụng đó. Nghe cái mùi sao nó ngào ngạt mà nó nghe nó thèm ăn quá. Cái bà nào mà ở gần đây nó hủ tiếu hay nấu mì gì đây mà nó thôn quá vậy. Đó là cũng ma đúng không? Chứ ở đây mà làm gì có cái chuyện đó đâu. Tôi hiểu không? Mà khi nghe vậy đó là hương tưởng đúng không? Thứ tưởng đó, mà tưởng dục đó, dục để sanh mình sanh thèm ăn đó. Đó, cho nên các con biết nó lại ma đó, mà nó ma thứ thượng đó, trung thứ hạ đâu. Đó, thì vậy thì dặn căn dặn cho mấy con hết rồi, khi nào có những cái điều kiện mà mấy con ta ý đuổi không được thì mấy con gọi cho thầy, thì thầy sẽ trợ giúp mấy con, sẽ thầy diệt con ma nó liền, chứ không có để cho nó ở trong cái đầu của mấy con gì, hiểu chưa? Như vậy mấy con mới vượt qua cái khó, có thầy mà chừng nào mà thầy mất rồi đó, thì thôi, chứ còn có thầy thì lúc nào mấy con gọi thì cũng có thầy. Thầy chỉ giúp cho mấy con. Mấy con đau bệnh, mấy con gặp ma chướng, mấy con làm chướng ngại cho con được tu, mấy con ôm thoát không được, thì mấy con gọi thầy, thầy sẽ trợ giúp mấy con phá đi, để cho mấy con ôm cho chặt pháp mấy con đi. Giống như ma nó lên nó chiếm đoạt cái bè của con rồi, nó cứ xô con rời khỏi cái bè. Mà con nếu mà con không gọi thầy, nó đạp con xuống dưới biển, nó ôm chiếc bè của con, nó đâu có để cho mấy con ôm bè, phải không? Con sẽ mất cái phao, tức là mất pháp là gì? Không hiểu. Đau quá các con cứ ôm phao, ôm cái đau mà quên cái pháp rồi, thì con đã được tỏ, nó đã đạp con xuống biển rồi, chứ còn gì con nghĩ vô đâu. Cho nên gọi thầy rồi giữ thanh thản, rồi thầy tiếp nhận này, thì giúp mấy con, cho con ôm lại phao, thì cái bệnh này nó giảm xuống thì ma nó chạy thoát. Con hiểu chưa? Nó như vậy đó, để mà giúp cho mấy con vượt biển, mà ôm phao vượt biển đó mấy con. Thì cuộc đời của mình đang đi ở trên biển nghiệp mà, cái thân của con là cái nghiệp rồi, mà cái thân là biển nghiệp đó mấy con, nó không dễ đâu. Đã là biển mà nó đâu phải là chút cho mình qua được bờ đâu, nó biển thì nó phải bờ, nó đâu có thấy được. Cho nên các con còn bơi giữa biển, chưa phải đến bờ đâu. Mà nếu mà không có thầy thì mấy con sẽ bị chìm xuống biển, chứ làm sao mấy con đến bờ được. Thế con hiểu chưa? Nó là biển nghiệp, mà cái thân của con là biển nghiệp đó, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên thầy dạy mấy con là vượt biển, vượt biển nghiệp mà qua bờ bên kia. À, thì phải có nhờ cái năng lực từ trường của chư Phật, của những người tu chứng, người ta hỗ trợ cho mình mới vượt biển, mình mới vượt sóng mình qua, chứ còn không khéo đâu. Con thấy cái đau là cũng một những cái đợt sóng của nó ghê lắm, sóng thần đó mấy con. Nó giết cái đứa con nhiều không, mà cái thân của mấy con là sóng thần đó, chứ nó không có dễ đâu. Khi nó không đau thôi, nó không buồn ngủ thôi, mấy con thấy nó buồn ngủ là mấy con thấy bị đợt sóng đó, mấy con nó giật mình lôi mình nằm xuống ngủ đó, nó không có để cho mình ngóc cái đầu vậy đâu. Nên nó dễ ghê gớm lắm chứ không phải. Mình có đương đầu với hôn tầm thì mới
mình có đương đầu với vô ký, mình có đương đầu với bệnh khổ, mình mới biết nó khó chứ không phải dễ. Nói thì thầy nói như dễ chứ mà khi mà đương đầu với nó, chống với nó không phải là chuyện dễ đâu. Mấy con không đủ nghị lực là mấy con thắng nổi đâu. Mấy không có đủ niềm tin ở thầy, ở Phật, mấy con không thắng nổi đâu. Mấy con nhớ chưa? Cho nên vì vậy đó mà phải nỗ lực tận tâm, chết bỏ, nhất định là chết trên bồ đoàn như hồi nãy thầy nói. Không có chết dưới bồ đoàn. Đệ tử của thầy là chết dưới hang, không có đứa nào mà hèn nhát. Hèn nhát là mình không phải con của Trưng Dương Kiều Ẩu, không phải cháu Bác Hồ đâu. Các con hiểu chưa? Mình là con của những bậc anh hùng của đất nước này thì phải là anh hùng chứ không có chịu thua. Các con nhớ chưa? Mấy con mà chết mà nằm xuống đó, mấy con chết hèn đó. Không có xứng đáng là đệ tử của thầy đâu. Không có xứng đáng là con cháu của Quan Trung Cảnh Hưng Đạo đâu. Các con nhớ kỹ. Cho nên theo thầy tu là phải gan dạ như Phật như thầy. Chết bỏ đó, đó là biển nghiệp của mình rồi. Mà mình không chịu khó mình vượt qua thì mình sẽ bị chìm nữa. Nên ở đây thầy dạy thực tế trực tiếp ở ngoài đánh mặt trận sinh tử. Cho nên những cái pháp mà thầy dạy mấy con nhớ kỹ, đó là những cái phương pháp chiến đấu đó. Mà nếu mấy con mà không rời pháp ra thì mấy con mình đứng giặt mình bỏ súng là lấy gì mình đánh. Nó còn những cái pháo, những cái cây súng mấy con đánh giặt mà mấy con bỏ pháp là tức là mấy con bỏ vũ khí rồi, đầu hàng đó. Cho nên ôm chặt pháp, tức là ôm chặt súng mà bắn đó, chết bỏ đó. Chết mà cũng phải giải phóng chứ không đầu hàng. Thì các con biết không? Bao nhiêu người đổ xương máu trên trận địa Biên Phủ, con hiểu không? Bao nhiêu là những binh sĩ, những người dân Việt của mình, những người mà chiến sĩ bỏ trên trận địa Biên Phủ mới là đuổi giặc Pháp cái bộ dễ ra. Các con hiểu điều đó. Mà bây giờ bao nhiêu sức lực của mình phải tập trung diệt giặc sinh tử chứ, cái con đầu hàng trước à. Các con hiểu không? Cái gì đi nữa mình muốn thành công gì nữa phải mồ hôi nước mắt, phải máu phải nước mắt của mình chứ. Chứ giải phóng đất nước của mình là giặc thường thôi, giặc Pháp giặc Mỹ thôi. Nhưng mà giải phóng mà sanh tử, giặc sanh tử của mình là giải phóng nghiệp. Mình phải chuyển nghiệp của mình thì nó phải gấp trăm ngàn lần cái giặc Pháp giặc Mỹ chứ, không phải không? Mình nếu mấy con nhát gan thì mấy con đầu hàng giặc rồi. Thì nó muốn làm gì nó làm, nó muốn bảo con chết là con chết, nó muốn bảo con sống là sống, nó bảo bệnh là bệnh, nó bảo đau là đau, mấy con chịu hết chứ mấy con là bị, mấy con bị lệ thuộc nó rồi. Còn như thầy làm sao mà lệ thuộc nó? Mày giỏi vô đây, tập cho mày một phát là mày bị đau, phải không? Mấy con tập như thầy đó chứ. Đó là những cái điều mà thầy khích lệ sách tấn con qua cái gương hạnh của thầy. Nhất định chết bỏ chứ nhất định không đầu hàng giặc sinh tử đâu. Vượt biển nghiệp mà, không có đầu hàng cái biển nghiệp này đâu. Thầy cũng mang thân như mấy con chứ thầy có khác gì đâu. Nhưng mà sao thầy vượt được? Còn mấy con cũng mang như thầy mà tại sao không vượt được? Mấy con cũng thanh niên với bộ phụ nữ người ta còn vượt được. Con thấy Trưng Dương Kiều Ẩu mà, người ta cũng cầm quân người ta đánh giặc như thường, người ta thua ai? Mình có những anh hùng anh thư rõ ràng mà tại sao mình hèn hả? Mình con cháu của cái gì đó thì mình phải mạnh chứ. Đây là mình đánh giặc sinh tử mà. Con hiểu chưa? Giải phóng quê hương của mình để làm chủ giặc sinh tử không phải sướng sao? Như thầy bây giờ làm chủ rồi, giặc thầy im rồi, đuổi nó đi rồi. Còn mấy con chưa đuổi được, mấy con còn đang bị cai trị đó. Như vậy phải không? Ráng mấy con. Đó, cái quần quan này là khi nào mấy con mở là nó sẽ tấn mấy con dữ lắm. Phải không? Nghe thầy tập chính với mình là chết bỏ. Nó có cái giá trị lắm, lớn lắm này, nó còn nhớ kỹ lắm. Thầy nói thì nó thường vậy chứ mà nó sẽ tấn mấy con ghê gớm lắm. Thầy ráng mấy con. Con trình bày thầy là thì con càng tu càng thấy cái vị đại mà sau khi thầy đạt được cái thành pháp đắc đạo để cho chúng con được học gặp thầy mà bản thân con lành được. Đúng hôm nay là 34 bệnh, nhưng mà con nghĩ rằng con chỉ dự dời mà lành thôi chứ con không phải là có cái gì đuổi được cả. Cho nên cái phương pháp mà vừa rồi mấy năm trở về thì con giữ được tu đúng là 2 giờ sáng con dậy rồi con ổ con ngủ nữa, chứ bây giờ con gì hôn tâm mạnh cho nên hơn lứa con. Lứa con thì con nghĩ là bây giờ là không biết tỉnh thế nào, bây giờ là nếu như tuổi như con bây giờ con cũng ý chí như thầy á, con vẫn mạnh mẽ, con tu đến cùng, con chết bỏ thì con vẫn cái gì là đứng đây. Và như vẫn cái gì là ngày nào con họ bảo con trai và có thời gian con cứ thò như thế mãi cứ được nha. Và theo con thì có lẽ do mình ăn hơi nhiều thành nên hướng tâm mạnh, bây giờ con giảm ăn xuống được cũng được. Dạ, giảm xuống được không có sao đâu. Dạ. Thì, không có gì đâu. Thì sửa thêm nhiều không cần nhiều, con cứ con ăn vừa thôi. Đừng có ăn ít. Ăn ít quá cái cơ thể con nó bị kiệt, nó vừa bởi vì mình ăn có bữa con ăn vừa rồi, đừng ăn quá là ăn mình ăn tự hao đó thì không được nha, ăn vừa thôi, ăn tự hao là bị hôn trầm đó, do đó con ăn vừa, rồi bắt đầu con tập đi chánh niệm tỉnh giác,
là con sẽ phá sạch tụi nó, ta cho mày chết đi, mà có bao nhiêu đó thôi. Thì dạy trong này khi đó trong cái băng mà đi phá những cái hôn trầm thì nghĩa là con đi chứng minh tỉnh giác là con sẽ phá được. Mình chỉ ôm cái pháp này đi, cuối cùng nó phải thua thôi. Mày thầy là con chỉ thấy cái 50 thở và đi nghe 20 bước của thầy là phá hôn trầm rất rất tuyệt vời, nhưng mà nghe bảo là tu 6 tháng như thế thì sau này không dùng nó thì con lại không dùng được, thì tự nhiên hôn trầm. Thì bây giờ con tu lại rồi. Nếu có hôn trầm thì mình dùng nữa, mà không có hôn trầm thì bỏ. Con hiểu không? Chứ mình tu rồi rồi. Bởi vì mình tu đó là cũng như là cái vũ khí của mình. Cần nó thì tao lấy ra tao bắn mày, còn không cần thì tao để ra tao cất, chứ không phải là tao không có tu. Con đừng dùng được nữa. Nói giờ không phải là không tu. Nghĩa là bây giờ nó ngủ không trầm đấy, mà tao không dùng cái này thì làm sao tao hết được. Mà mày còn thì tao dùng nó, mà mày hết thì tao dẹp nó để về. Tao cất kho đó chứ tao chưa có phải quăng đâu. Con hiểu không? Nên mình tu những cái pháp khác, nhưng mà nó hiện ra nó phá mình thì phải dùng cái vũ khí này mà diệt nó chứ, để đâu phải bỏ. Con hiểu chưa? Đó. Cũng như bây giờ con dùng cái cánh tay này mà thân con không đau, con đâu có cần dùng nó đâu. Mà nó đau tao dùng đẩy á, tao không tha đâu, tao tập rồi, tao quen cái này rồi. Con hiểu chưa? Tất cả những cái pháp khác đều là tập luyện, coi như là một sĩ quan ở trong quân trường rồi. Khi mà ra chiến trận á, giặc nó áp dụng cái cách thức chiến đấu thế nào thì tao sử dụng vũ khí lấy tao đánh á, để biết tao học rồi hết rồi. Con hiểu không? Chiến thuật chiến lược nào tao cũng học hết rồi. Thì mà khi mà mày ló mặt nào ra thì tao biết tao dùng cái đó tao đánh. Tao học sẵn đây rồi chứ tao chưa học đâu, tao sợ. Con hiểu không? Nhưng mà đâu có phải tao tập hoài nó đâu. Người ta tập hồi trong quân trường thôi, nhưng mà khi ra tác chiến mà đúng là tao dùng nó tao định tự diệt. Các bạn hiểu chỗ đó chưa? Cho nên không phải bỏ mà bỏ. Nó hiểu không? Cho nên cái thời giờ khác con sẽ tiến tới con tu các pháp, nhưng mà nó ló cái mặt nó ra là dùng cái pháp cũ diệt. Đó là như vậy là không có mất gì. Đó, các bạn hiểu rồi nha. Con bạch thầy là con nghĩ rằng bệnh là do nghiệp, cho nên tất cả là do nghiệp cả, cho nên con bây giờ con uống thuốc nữa. 10 năm nếu con uống thuốc. Đúng rồi, nếu mà con không uống thuốc con giữ giới. Hiểu nghiệp không? Con đọc cái cuốn mà Văn hóa truyền thống tập 2 đó, 17 cái điều lợi ích của giới. Thân có bệnh đau giữ giới được nghiêm chỉnh, ước nguyện là sẽ hết đau. Giữ được nghiêm chỉnh là hết đau. Con thấy chưa? Con đọc cái cuốn đó rồi con mới thấy cái giới luật nó tuyệt vời luôn. Mấy thầy con uống thuốc này, chứ mà đôi khi vừa con gửi sơ con mà thì con già nói dậu được mà. Con là con uống rồi cô được à, con. À, bây giờ các con nó như vậy đó thì con thật sự ra nói dối thì không được con. Không được. Bây giờ nói tao uống thuốc rồi, nói vậy đừng nói. Nhưng mà mình cũng lấy thuốc ra mình để đây cho nó thấy. Rồi, để cho nó thấy rằng mình đang uống thuốc. Nhưng mà mình uống không thì tao lắc nó tao cất. Mình khéo thì xảo thôi. Chứ không khéo mình nói láo không được. Đậu bởi vì giới luật mà. Còn thấy không? Mình giữ giới mà mình lại nói láo thì nó bị xẹt trong cái giới rồi. Không có được. Cho nên con cũng đem thuốc ra để nó làm cho nó thấy, nhưng mà để đi từ từ ba uống không có lệch ta hết, hiểu không? Để đi rồi bắt đầu rồi cái chừng nó đi vắng rồi đó thì mình đem dẹp đi tính tiền cái gì của mấy con nó hết, thuốc nó uống cái bệnh này nó hết chứ mình sao nó tới cái thuốc đó. Thật sự ra nó con bệnh ngặt của con những cái bệnh đó mà con uống thuốc nó hết cái bệnh đó rồi nó có cái bệnh khác, vì cái thuốc nó trị cái bệnh này mà nó lại làm hư cái chỗ khác, nó nguy hiểm cho mấy con lắm. Cho nên không cần uống thuốc gì hết, chỉ cần ôn pháp thôi. Thầy nói như thế này này, nếu mà thật sự ra tai nạn giao thông mà gãy cánh tay này, cái xương gãy, các con biết các con nó gãy rồi, các con sẽ đem các con chữ thấy nó lại, các con lấy cây rồi các con bó lại cho cứng để bị nó gãy rồi, sợ mình cục cửa nó chặt, mình ôm cho chặt cái sáng này mình bó cho cứng, đừng để cho cái xương nó dính nhau lại. Mấy con dùng tác ý, mấy con tác ý nó liền rồi đấy. Nó khó cần gì đâu mà. Cái phương pháp tác ý của Phật đó, nó có sức đề kháng rất mạnh, nó làm cho những cái gì trong thân của nó phải lành lặn cái rồi. Nhưng mà tại mình yếu, mình sợ đó, rồi mình lo cái này lo cái kia, đừng có lo cái chuyện đó. Okay. Thì sự chiến thắng cái thân nghiệp thì phải là chiến thắng với nó, nhưng mà cái nghiệp của gia đình và gọi như quyến thuộc cha mẹ anh em thì như thế nào thì thầy à, mình tu nó chuyển lần đó, nó giảm bớt những cái nghiệp chướng ở trong gia đình của mình. Con nỗ lực con tu, con biết nhẫn nhục tùy thuận, con sống đúng giới luật đó. Họ nói gì nói, nhưng mà lần lượt nó ảnh hưởng tốt với gia đình con. Anh sợ ông đóng tu hay quá, ba tôi xong giờ ông hiền quá. Những cái hạnh sống của con đó, mà ông không lao do bao giờ ông đau, ông rên la, ông cái này kia, nó lạ lùng từng đó, nó ngạc nhiên, tức là con chuyển cái nhân quả gia đình con đó. Nó theo đúng chính pháp thôi, nó con cứ tự nhiên mình sống đúng cái giới hạnh, tu tập đúng pháp, và tự nó đi chuyển cả gia đình của mình thuận hết rồi, nó tốt hết.
sau này các con mình nó trở thành tốt hết rồi. Nên các con yên tâm, các con đừng nói à bây giờ ba tôi nhẹ tụi bay chẳng phải đập cách này tôi, đừng có biểu nó vậy. Nó chưa có ngộ, nó chưa có hiểu đâu, nó không có làm đâu. Nhưng mà mấy con làm được rồi, bắt đầu nó theo nó trước mấy con, nó ảnh hưởng như vậy đó con. Cho nên kể nó, đừng có nói gì nó, đừng có dạy nó, mình không có làm thầy nó được đâu. Con hiểu không? Mặc dù mình làm cha nó được, chứ còn mình không có làm thầy được đâu. Mình bảo nó tu, nó không có tu đâu. Mình bảo nó ăn chay, nó không ăn chay đâu. Nhưng mình ăn chay, mình ăn ngàn bữa, lần lượt ăn thấy ông già sao ông làm mà con khỏe quá trời. Thì bắt cứ nó bắt cứ con, còn nó ăn nó cứ cho nó ăn đi, ăn đủ thịt cá nó ăn này kia, nó cứ đầu hoài. Thì nó coi ông già nó ăn kiểu này mà ông mạnh, mà mình ăn dày mà mình bệnh. Từ đó nó thay đổi rồi. Các con yên tâm đi, các con cứ giữ đúng giới luật của Phật của con, thì cái cơ thể các con nó sẽ mạnh khỏe, nó chứng minh cho tụi nó thấy, trong gia đình mình thấy, anh em mình thấy. Từ cái thấy của họ thực tế nó bắt đầu họ mới hướng về Phật pháp. Cái hướng dẫn mà dạy người ta mà không dạy đạo chỗ nào hết, mình dạy bằng cái thân hành đó, chứ là thân giáo đó. Các con thấy cái đó nó thực tế lắm rồi, dạy bằng thân giáo. Các con bảo ở gia đình bảo thấy mình ăn ngàn bữa họ không chấp nhận đâu. Nhưng mà bắt đầu đó mình muốn thuận với gia đình đó, thì trong một tháng 3 ngày 4 ngày ba họ bác quan trai phải làm giống như Phật mà. Sau thời gian đó cái mình ăn luôn. Mà bây giờ làm thật phải làm luôn chứ không lẽ làm luôn có mấy ngày sao? Mình dần dần mình nói nó cũng nghe có lý. Thấy ba ăn ngày bữa hôm rồi tới nay ba ăn tháng ăn 4 bữa, ba có chế đau không? Mấy con thấy ba có bệnh đau đâu? Thấy không? Rõ ràng mà mạnh khỏe như thường mà. Bây giờ ba làm luôn tháng nguyên coi thử coi sao? Thấy nó cũng được luôn thì ba làm luôn chứ sao? Bắt đầu tụi nó thua. Mình không tin cãi nữa, mà bắt đầu mấy con thấy ba ngày bữa mà có chết đâu, mà nó đỡ tốn hao nữa, mà khỏi ba mắc khỏi mắc công ăn uống nữa. Các con thấy cái nào lợi? Còn mấy con nhai ăn uống rồi cũng đi tàu này kia bài tiết rồi bỏ hết, ba cũng bao nhiêu đó, ba còn ít tốn hao. Mấy con có cực khổ ba nhiều đâu, có phải sướng không? Thế nào sướng? Tụi bây ăn nhiều mới có sướng hơn ba không, mà bây còn đau bệnh nhiều hơn nữa, rồi nóng giận rồi sanh dục đi chơi bậy bạ, tai nạn xảy ra đủ thứ. Còn ba vậy ba có đi nhậu nhẹt ai nữa đâu, không phải sướng hả? Còn tụi bay mới nhậu nhẹt mới là chết rồi, nghe không mấy con? Thấy không? Đó, từ cái chỗ thân giáo của mấy con tu đúng thì mấy con sẽ dạy mấy con, nó sẽ thấy cái kết quả, nó tin tưởng mấy con lắm. Yên tâm đi mấy con cứ thực hiện đúng đi rồi gia đình mấy con tốt, nó chuyển lần hết rồi con. Cái thiện pháp nó chuyển cả cái ác pháp cái gia đình của mình trở thành tốt. Mấy con yên tâm, mấy con cứ nỗ lực tu được.